rắn độc gieo rắc nỗi kinh hoàng cho nhiều người thậm chí khiến nạn nhân bị cắn và tử vong nhưng tại sao chúng ta không nên giết chúng nghe hơi khó hiểu nhưng nó có lý do cả rắn cung cấp nhiều bộ phận để làm thuốc chữa bệnh cho con người các loài rắn độc còn giữ vai trò quan trọng trong việc điều chế thuốc giúp các bệnh nhân bị rắn độc cắn bệnh đau tim người mắc bệnh miễn dịch tiểu đường hoặc bị những cơn đau mãn tính nọc độc của nhiều loài rắn còn được nghiên cứu để điều chế thuốc trị ung thư còn trong hệ sinh thái loài rắn vừa là kẻ săn mồi vừa là con mồi chúng giúp con người kiểm soát số lượng động vật gặm nhấm phá hoại và mang mầm bệnh như chuột sóc gia tăng bên cạnh đó rắn còn đóng vai trò làm con mồi cho các loài săn mồi khác trong tự nhiên như đại bàng diều hâu lừng mật cáo trồn việc bắt và giết hại rắn kể cả rắn độc sẽ làm mất cân bằng hệ sinh thái mà nhiều loại rắn độc còn nằm trong sách đỏ cần được bảo vệ vì nguy cơ tuyệt chủng chúng ta không nên đuổi giết rắn độc khiến chúng sẽ phản ứng theo bản năng để sống sót và phương thức tự vệ của nó là tung ra những cú cắn chết người